Home Việt Nam, thì trong video ngày hôm nay Kinh Home sẽ giới thiệu đến các bạn về dòng sản phẩm máy xếp tay tự động. Thì những ai đã và đang sống ở những nơi như thành phố hay các tỉnh thành lớn thì hầu như sẽ không còn xa lạ với dòng sản phẩm máy xếp tay tự động, bởi vì nó được sử dụng và trang bị khá là phổ biến ở những nơi như là sân bay, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, siêu thị hay là trường học, hay là kể cả là những cái nhà vệ sinh công cộng khác. Thì bởi lẽ cái sự tiện ích mà nó mang lại cho chúng ta như là tiết kiệm chi phí với vệ sinh hàng tháng này, tránh các bệnh lý về da cũng như là rất bảo vệ môi trường. Thì cùng với đó là cái thiết kế khá là đẹp và nhỏ gọn, thì nó gần như là thay thế cái giấy vệ sinh truyền thống và được sử dụng khá là phổ biến ngày nay. Thì trong video ngày hôm nay Kinh Home sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn về dòng sản phẩm máy xếp tay tự động với cái mã là ST2630A đến từ thương hiệu Spartex của Việt Nam. Đầu tiên về nguyên lý hoạt động thì máy xếp tay Spartex ST2630A sử dụng cái nguyên lý là dùng bộ cảm biến hồng ngoại của máy để phát hiện tay người dùng khi mà tay người dùng đưa tay vào vùng cảm biến. Thì khi đó motor sẽ tạo ra gió và đi thông qua bộ lọc không khí đến tay người dùng và làm khô tay người dùng. Và sau đó sẽ tự động ngắt khi mà tay người dùng rút ra khỏi vùng cảm biến của máy. Về thông số kỹ thuật thì máy xếp tay Spartex ST2630A sử dụng điện áp là 220V với tần số là 50Hz, công suất đốt nóng khí là 800W và độ ồn khi máy khi hoạt động là từ 72 đến 78 dB. Tốc độ gió của máy đạt 105m/s và sử dụng động cơ carbon brush motor 550W. Về thiết kế thì máy xếp tay Spartex ST2630A được thiết kế khá là nhỏ gọn, dạng nguyên khối với kích thước là 250x165x238mm, tương đương với chiều cao, chiều sâu và chiều rộng. Trọng lượng của máy đạt 3kg và khoảng cách cảm ứng là từ 15-20cm. Thân máy được làm bằng vật liệu ABS rất là bền và an toàn. Thì cho những ai chưa biết thì nhựa ABS là loại nhựa polymer nhiệt dẻo được dùng khá là phổ biến trong sản xuất đồ gia dụng và đồ dùng gia đình. Về khả năng thì máy xếp tay ST2630A có thể sấy khô tay siêu tốc trong vòng từ 10 đến 15 giây, đạt chuẩn chất lượng châu Âu. Ngoài ra thì máy còn có thể tự động chuyển sang chế độ sấy khí nóng khi cảm biến nhiệt của máy phát hiện môi trường xung quanh dưới 25 độ C. Trong trường hợp vùng cảm biến của máy bị bẩn hoặc có vật cản dính vào máy, là máy phát hiện nhầm thì máy sẽ tự động ngắt hoạt động sau 42 đến 45 giây, tránh cái việc tiêu thụ năng lượng vô cớ. Ok, và phần cuối cùng là một vài lưu ý khi bảo dưỡng vệ sinh máy. Đầu tiên bạn nên ngắt công tắc điện trước khi vệ sinh máy. Tiếp theo khi vệ sinh máy bạn nên dùng khăn mềm có thể là ướt hoặc là khô để lau cái bên ngoài máy. Không nên sử dụng các chất tẩy rửa mạnh và dễ ăn mòn. Và tháo khay lọc không khí ra khỏi máy, sau đó tháo lưới lọc ra khỏi khay lọc không khí và dùng hơi để thổi sạch cái màng lưới lọc đó. Mà các bạn tuyệt đối là không nên dùng nước hay là cái gì để chất tẩy rửa để rửa cái màng lọc không khí nha, có thể gây hư hại cho lưới lọc. Và sau khi xài một thời gian dài thì nếu mà lưới lọc bị rách hoặc là hư hỏng thì bạn có thể liên hệ với nhà bảo hành để được hỗ trợ thay mới. Ok, vậy thì đó là những cái thông tin về dòng sản phẩm máy xếp tay tự động. Hy vọng những thông tin mà Kinh Home cung cấp có thể giúp cho các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về dòng sản phẩm máy xếp tay tự động, về những cái lợi ích của nó như là tiết kiệm giấy vệ sinh này, bảo vệ môi trường này, tránh các bệnh lý về da và tiết kiệm thời gian cho người sử dụng. Thì như thường lệ, nếu như các bạn có bất kỳ cái thắc mắc nào về các dòng sản phẩm thiết bị gia dụng, các bạn có thể để lại lời bình luận bên dưới hoặc là nhắn tin trực tiếp đến fanpage Facebook của Kinh Home. Thì tụi mình sẽ cố gắng đọc bình luận và tin nhắn để trả lời thắc mắc các bạn sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn theo dõi Kinh Home.